Rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam bây giờ là bị gì ạ? Giai đoạn đi kiếm tiền, nhưng mà lại sướng cái nào em phải làm cái việc em thích cơ. Vậy thì nguyên tắc của người giàu là người ta sẵn sàng làm cái việc mình không thích để có tiền. Và khi vượt qua cái vòng này rồi thì bắt đầu người ta với gì ạ? Làm việc mình thích. Rồi, xin mời các bạn đến với cái bài mà ý nghĩa cuộc đời. Ý nghĩa cuộc đời. Cái chương 1 đó là ý nghĩa cuộc đời. Thưa các bạn rằng là trong cuộc đời của chúng ta thì nó chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn là các bạn học tập. Cái học tập này là học tập gọi là cơ bản. Đấy. Ví dụ ai cũng được ăn học là từ lớp 1 đến lớp 12. Rồi là trưởng thành. Tức là lớn lên đấy, trưởng thành. Đấy. Nhưng bắt đầu bước sang giai đoạn cực kỳ quan trọng. Đó là giai đoạn các bạn phải chuyển sang câu chuyện của gì ạ? Lo về mặt vật chất. Thì bao giờ người ta cũng khi bắt đầu lớn lên thì bắt đầu người ta phải lo kiếm tiền, vòng vật chất, hay chúng ta gọi là lo kiếm gì ạ? Kiếm tiền. Đấy. Bao giờ người ta cũng phải lo kiếm tiền. Tôi lấy ví dụ như là bạn có ước mơ to lớn đằng rời mà bạn không có tiền, bạn cũng vứt, bạn không làm được. Bạn có muốn có một cái bộ quần áo đẹp mà bạn không có tiền, bạn cũng chịu. Bạn muốn giúp đỡ bố mẹ mình mà mình không có tiền, mình cũng chịu. Mình muốn giúp đỡ những người xung quanh, mình không có tiền, mình cũng chịu. Và ngay kể cả mình đi nói chuyện với những người xung quanh mà mình không có tiền là người ta cũng coi thường, là mình cũng chịu, không thuyết phục được ai cả. Cho nên bắt buộc cuộc đời của con người khi học tập căn bản cộng với nghề nghiệp này này, cộng với nghề nghiệp xong thì ra phải gì ạ? Thành quả của bạn là phải kiếm được tiền, phải lo được vòng vật chất. Hết được vòng vật chất này thì bạn đặt ra cho mình một mục tiêu và nó gọi là đủ. Tôi lấy ví dụ là bạn đặt mục tiêu cho mình là 20 tỷ hay 300 tỷ hay là 500 tỷ và bạn thấy nó đủ rồi. Kiếm tiền nó đủ rồi. Thì bắt đầu người ta mới sang cái bước tiếp theo. Người ta chuyển hóa nâng tầm mình lên một cái bước tiếp theo. Là nâng cái tầm này lên là tầng của cảm xúc. Người ta nâng lên cái vòng cảm xúc. Tức là bây giờ người ta vẫn kiếm tiền. Bây giờ kiếm tiền để lo nhà, cửa, lo xe, cộ, lo ăn uống đủ rồi. Tức là gọi là tự do tài chính rồi. Thì bây giờ người ta mới kiếm tiền nhưng mà kiếm tiền để giải quyết cảm xúc. Tức là bây giờ người ta gì ạ? Lo mua xe đẹp. Rồi là gì ạ? Hàng hiệu. Rồi là đi du lịch. Ví dụ như thế. Thì bắt đầu là người ta làm cái việc mà gì ạ? Làm việc mình thích. Việc mình thích. Đấy. Còn cái giai đoạn mà kiếm tiền này này là gì ạ? Không thích vẫn phải làm. Nhưng mà rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam bây giờ là bị gì ạ? Giai đoạn đi kiếm tiền nhưng mà lại sướng cái nào em phải làm cái việc em thích cơ. Vậy thì nguyên tắc của người giàu là người ta sẵn sàng làm cái việc mình không thích để có tiền. Và khi vượt qua cái vòng này rồi thì bắt đầu người ta với gì ạ? Làm việc mình thích. Tôi lấy ví dụ, nếu như các bạn thích nghề họa sĩ chẳng hạn, tốt quá, ok. Nhưng mà giai đoạn 5 năm đầu bạn là họa sĩ không bao giờ có tiền. Không có tiền, không ai trả tiền cho bạn. Vậy thì cái nghề họa sĩ mà bạn thích mà nó không sinh ra tiền thì cuối cùng bạn phải bỏ nghề họa sĩ để bạn phải làm cái việc mình không thích nhưng nó có tiền. Có thể là đi bán hàng. Ví dụ đi bán hàng là một việc chưa chắc bạn đã thích. Nhưng nếu mà làm kinh doanh và đi bán hàng có thể là một việc bạn không thích nhưng nó có tiền thì có nghĩa là bạn sẽ thoát khỏi cái vòng vật chất này sớm. Nhưng con người ta rất tham, là trong quá trình người ta sống người ta lại vừa làm cái việc có tiền mà lại vừa mình thích. Trường hợp ý hiếm lắm, chỉ có mấy anh bóng đá là anh giải quyết được việc đấy thôi, mấy cô ca sĩ là vừa hát vừa thích mà lại vừa có tiền, có mấy người đạt được cái đó đâu. Tất nhiên nếu được cả hai thì là gì, quá happy, nhưng mấy người đạt được cả hai. Cho nên họ sẵn sàng làm cái việc không thích để có tiền, xong sau đó người ta mới chuyển sang làm cái việc mình thích. Thích đi xe đẹp, thích đi hát,
không cần lấy tiền cũng được, chỉ cần có thằng nghe thôi, thích sử dụng hàng hiệu, thích đi du lịch vòng quanh thế giới. À, hết giai đoạn này. Và họ không còn gì ạ, khao khát cái gì trong cuộc đời này nữa. Thì lúc đấy họ được sống một cuộc sống gì vô cùng happy. Nhưng vượt qua vòng cảm xúc rồi thì chẳng lẽ sinh ra chỉ để có mỗi cho mình hay sao? Rồi sinh ra cảm xúc vèo cái rồi chết hay sao? Và bắt đầu chú có được đồ hàng hiệu, có được xe đẹp, có nhà đẹp, bắt đầu chú sợ chết. Chú sợ chết thì bây giờ chú mới chui vào vòng sinh gì? Sinh mạng. À, chú mới lên cấp độ khác, là bản chất là vòng này là vòng sợ, sợ chết đấy các bố ạ. Và khi sợ chết thì bắt đầu chú mới lo gì ạ? Tập thể dục này, rồi ăn sạch này, rồi là cái gì ạ? Uống sạch này, rồi là chơi sạch này. Các anh em để ý mà xem. Cho nên thằng giàu nó mới sợ chết, chứ cái đoạn bố đang vất vả này chưa chắc bố đã sợ chết. Đấy, thì cái đoạn này là bắt đầu họ lo vào vòng sinh mạng. Thế thì sau cái vòng sinh mạng này thì bắt đầu họ mới sang cái vòng tiếp theo là vòng trao đi giá trị. Trao đi giá trị. Và cái vòng này người ta gọi là vòng nghiệp lực. Đấy. Và khi mà làm hết được những cái việc mà gì ạ? Học tập bài bản, kiếm được tiền, thỏa mãn sở thích cá nhân, rồi gì ạ? Cho cơ thể của mình nó khỏe mạnh, sống nó không eo uột và mang lại giá trị cho xã hội. Và cuối cùng khi họ ra đi thì là vòng tâm không. Và khi ra đi họ không còn nuối tiếc gì thế giới này nữa, vì ta được sống một cuộc đời trọn vẹn và làm được hết rồi. Như vậy cái này thì trong đạo Phật chúng ta được vẽ ra gọi là 6 vòng chuyển hóa tâm. Vòng 1 tâm của chúng ta là khao khát vật chất. Vòng 2 của chúng ta là khao khát cảm xúc, ăn chơi, làm những thứ mình thích. Vòng thứ 3 khao khát được sống khỏe, thì vòng này gọi là vòng sinh mạng. Vòng thứ 4 khao khát được trí tuệ. Tôi xin lỗi, ở đây chưa có trí tuệ. Đấy, họ cần một cái gì ạ? Nâng cấp trí tuệ họ lên. Đấy. Và bây giờ họ khao khát trí tuệ. Rồi cuối cùng họ khao khát trao đi giá trị, gọi là vòng nghiệp lực. Rồi cuối cùng họ vào vòng tâm không. Như vậy gọi là 6 vòng chuyển hóa tâm. Và trong cuộc đời của các bạn, nếu mà đi được hết nên đến đây thì sống một đời đến đoạn này đã thành Phật mất rồi, đến tâm phần tâm không. Thôi thì tôi hướng nghiệp cho các bạn. Cái đoạn này là tôi chỉ hướng nghiệp cho bạn ở cái vòng vật chất. Còn ăn chơi là do các bạn nhé. Tôi hướng nghiệp từ cái đoạn học tập và đến cái vòng vật chất thôi. Làm thế nào để bạn tự do tài chính của cái phần hướng nghiệp nhá. Thì thưa các đại ca, như vậy thì mời các anh vào cái phần tiếp theo, là bạn muốn tự do tài chính cỡ nào. Cái điều đó nó rất là quan trọng. Thì chúng ta sang cái chính xác cái ước mơ về mặt vật chất của bạn là gì. Thì mời bạn sang bảng tiếp theo. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam là môi trường dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Tìm hiểu ngay để làm chủ ước mơ doanh nhân. Liên hệ website truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 1800 577 7722. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn, hotline 1800 577 7722, nhánh 1, 2.